Những năm gần đây, cúc mâm xôi được xem là cây hoa Tết chủ lực của làng hoa Sa Đéc, giá bán luôn ở mức cao, người trồng có thu nhập khá. Sau 5 tháng trồng và tích cực chăm sóc, thời điểm này bà con nông dân làng hoa Sa Đéc đang xử lý để các chậu hoa nở đúng vào dịp Tết, cung ứng cho thương lái. Năm nay, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc trồng tổng số gần 100.000 giỏ hoa cúc mâm xôi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên bà con giảm mạnh về số lượng trồng, giảm hơn 50.000 giỏ so với năm ngoái, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây, phường An Hòa và Tân Quy Đông. Theo nhận định của nhiều bà con nông dân, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây cúc mâm xôi phát triển đều. Hiện tại, cây cúc mâm xôi đã được bà con xử lý cho lên nụ hoa. Trước đó, một số cơn mưa xuất hiện vào ban đêm cũng làm một số diện tích bị bệnh chết héo, thối rễ mà người dân thường hay gọi cách dân gian là bệnh chết nhát. Tuy nhiên, diện tích này không đáng kể. Cúc mâm xôi là loại hoa khó trồng, thời gian kéo dài đến 6 tháng nên đòi hỏi vốn đầu tư và công chăm sóc nhiều. Chỉ những người có kinh nghiệm mới trồng giống hoa này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, thời điểm này các vườn hoa đã được bà con chăm sóc đang phát triển tốt nên hứa hẹn một mùa hoa đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.